Gần đây, nhiều người cho rằng Zalo đã giảm dung lượng lưu trữ của dịch vụ cloud từ 1GB xuống còn 500MB mà không có bất kỳ thông báo nào. Người dùng chỉ phát hiện khi lưu trữ quá giới hạn. Họ tỏ ra không hài lòng với cách thay đổi trong im lặng của nhà cung cấp ứng dụng. Động thái này được cho là cách mà Zalo khuyến khích người dùng đăng ký gói lưu trữ đám mây Zcloud có trả phí để có thể sử dụng giải pháp lưu trữ đám mây mới của Zalo. Với dung lượng 100GB, người dùng cần đăng ký với mức giá 490.000 đồng một năm. Trước đây, khi sử dụng Zalo để trò chuyện, nhắn tin, cloud của tôi là một trong những tiện ích được trang bị miễn phí cho người dùng. Bộ nhớ lưu trữ đám mây này là nơi mà người dùng có thể tải lên các tin nhắn, ảnh, video hay tệp tin nhắn miễn phí. Người dùng được sử dụng 1GB trong dung lượng miễn phí để lưu trữ các dữ liệu trên cloud của tôi. Hiện đội ngũ ứng dụng chưa đưa ra lý do cho việc dung lượng lưu trữ miễn phí chỉ còn một nửa.